Người khôn ngoan, nghèo đừng tìm người thân, giàu không về quê cũ. Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh Gẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, trong quá trình phát triển và tiến hóa lâu dài, văn hóa truyền thống dân tộc không chỉ tiếp tục hội nhập và phát triển cùng thời đại, mà còn chứa đựng những triết lý sâu sắc. Người sẽ đúc kết những câu nói thông thường hàm chứa ý nghĩa sâu xa, thiết thực cho tới ngày nay. Theo thời gian, những câu nói xưa đã được truyền lại cho đến ngày nay và vẫn còn rất hữu ích. Chúng ta chỉ cần tổng kết và hiểu được ý nghĩa của nó, thì những câu nói này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hàng ngày và ứng xử của chúng ta trên đời. Người xưa có câu, nghèo đừng tìm người thân, giàu không về quê. Câu này được lan truyền rộng rãi cho tới ngày nay. Nhiều người cho rằng câu nói này có thể lỗi thời, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ, qua thực tế của nhiều người, quý vị sẽ thấy rằng ngay cả trong xã hội thông tin ngày nay, câu nói này vẫn rất đúng. Vậy ý nghĩa của câu nói này như thế nào? Quý vị có đồng ý với những quan điểm đó hay không? Hãy cùng Gẫm Sự Đời theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Vế thứ nhất, nghèo đừng tìm người thân. Quý vị ơi, sống ở đời thì mỗi người đều có tình thân của riêng mình. Ai cũng đều coi trọng thứ tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng đó. Nhưng có một điều quý vị nhất định phải hiểu, khi quý vị nghèo khó thì sẽ chẳng mấy người tôn trọng quý vị. Thậm chí họ còn lợi dụng điều đó để bắt nạt quý vị. Thế rồi đến khi quý vị giàu có thì họ đố kỵ với quý vị, họ nịnh bợ quý vị, họ khách sáo với quý vị. Và từ đầu cho đến cuối, hóa ra lại chẳng thể bằng quý vị. Người đói đừng ăn hè vì dễ bị nóng trong người. Người nghèo đừng tìm người thân nếu không muốn chuốc lấy đau khổ. Cổ nhân dạy, biết được ai là hoa trên lụa, ai là than trong tuyết. Bởi thế, chỉ khi nghèo khó, quý vị mới hiểu được lòng người. Tất nhiên, không phải lúc nào nghèo khó cũng không nhận được sự giúp đỡ từ người thân. Thế nhưng không ít người viện vào việc quý vị nghèo khó mà không những không giúp đỡ mà còn coi thường quý vị. Muốn nhận được sự tôn trọng, muốn giữ tự tôn của mình thì chỉ có cách duy nhất là dựa vào bản thân. Đấy chính là hiện thực của xã hội mà quý vị phải chấp nhận, không thể nào thay đổi được đâu quý vị ạ. Anh em ruột thịt sẽ có những lúc đồng tình, gần gũi, gắn bó với nhau. Nhưng không phải lúc nào quý vị cũng gặp khó khăn, cũng có thể dựa dẫm nhờ cậy họ. Đến khi khó khăn, quý vị mới hiểu, không chỉ bạn bè, đồng nghiệp, mà đến cả người thân cũng sẵn sàng rời xa quý vị. Đến cả lời nói cũng xa cách, ánh mắt cũng thay đổi lạnh nhạt đến khó tin. Đấy là lý do mà người xưa mới khuyên quý vị hãy thôi mong chờ vào người khác, hãy dựa vào thực lực của chính mình để vực dậy. Cuộc sống của con người không phải lúc nào cũng gặp may mắn thuận lợi. Sẽ có những lúc khó khăn, vấp ngã. Chỉ cần quý vị quyết tâm thì bất cứ điều gì quý vị cũng có thể làm. Khi quý vị không làm thì điều gì cũng không thể. Đến lúc tận tụy vì thứ quý vị cố gắng, quý vị sẽ có thành quả trong nay mai thôi. Đừng sốt ruột, cũng đừng quá lo lắng, bất an. Mọi việc dường như đều đã có sự an bài nhất định rồi, quý vị ạ. Khi khó khăn, quý vị có thể sống trong một căn phòng nhỏ hơn, ăn rau, mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ. Nhưng quý vị nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền. Vì nếu không có tiền thì ai cũng có thể coi thường quý vị cả. Khi quý vị có tiền, quý vị mặc quần áo cũ, họ nói quý vị giản dị. Quý vị ăn rau, họ cũng nói quý vị biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống khoa học. Đó là quy luật tàn nhẫn nhất trong cuộc sống. Người nghèo dù có gặp hoạn nạn cũng đừng mong chờ quá nhiều từ bạn bè. Lúc sung sướng, quý vị có thể chia sẻ với họ, nhưng khi hoạn nạn, hãy tự mình gánh chịu. Ngẫm Sự Đời từng nghe kể về câu chuyện như thế này. 10 năm trước, hàng xóm láng giềng của quý vị đối xử tốt với quý vị vì nể nang cha mẹ quý vị có tiền, có của, có tâm. 10 năm sau,
hàng xóm láng giềng lại đối xử tốt với bố mẹ quý vị. Con cái của quý vị đó chính là vì quý vị. Xã hội thay đổi, ngoài cách lúc nào cũng hết mình, nỗ lực, chúng ta vốn chẳng còn lựa chọn nào khác. Hiện thực cho thấy, cho dù là người thân hay kẻ xa lạ, đều như nhau. Tất nhiên, người ngoài nhìn quý vị bằng con mắt nào, quý vị không nhất định phải phiền lòng, để ý. Nhưng vì một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn của bản thân, quý vị phải không ngừng nỗ lực kiếm tiền. Quý vị đã từng nghe câu nói, người nghèo nơi thành thị không ai hỏi, người giàu nơi thâm sơn ai cũng biết đến. Cho dù không muốn tin, nhưng cái nhìn trên bàn rượu, chén chú chén anh, bao giờ cũng dành cho người giàu sang phú quý. Còn người nghèo thì sẽ để lại sau cùng, thậm chí còn không buồn bạn đến. Người có tiền đi đâu cũng sẽ nhận được sự xem trọng từ người khác. Lời nói của họ bỗng có trọng lượng hơn. Trong xã hội, quý vị có tiền thì việc gì quý vị làm cũng có đạo lý. Thứ hai, giàu không về quê. Vào lúc thất bại, bần cùng, có một lời khuyên dành cho quý vị, đó là quý vị không nên đến gần gũi, thăm hỏi người thân và bạn bè, bởi khi quý vị ở giai đoạn khó khăn, không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Cố gắng ít lui tới, làm phiền người thân, việc gì tốt nhất cũng nên dựa vào chính mình. Đây mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất, quý vị ạ. Ông bà xưa có dặn, 3 năm đến nhà người thân một lần sẽ được hoan nghênh. Nếu 3 ngày đến một lần sẽ không được chủ nhà chào đón, thậm chí còn bị coi như chó tới ăn vụng. Còn sau khi thành công, trở về quê hương sẽ có nhiều người chạy theo. Đại đa số là những kẻ nịnh nọt vì danh vì lợi. Dù quý vị có giúp hay không, giúp ít hay nhiều, đều khó làm họ hài lòng. Do vậy, có thể mang đến cho quý vị những rắc rối và tranh chấp không đáng có. Vì vậy, khi quý vị nghèo mà quý vị đến gặp họ hàng thân thích, nhất định sẽ bị ghét. Khi giàu có mà quay về quê, nhất định sẽ chịu không ít lời ra tiếng vào. Sự lạnh nhạt đến từ chính những người thân là thứ khiến ta buồn nhất. Chỉ khi nắm bắt tốt giới hạn này, quý vị mới có thể duy trì được tình nghĩa anh em. Quý vị ơi, như ngẫm sự đời đã nói, thì cuộc sống của một người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, bình yên êm ả. Nhưng việc xác định một người có thể hạnh phúc hay không, không liên quan gì đến môi trường, điều kiện gia đình, mà ngược lại liên quan mật thiết đến tâm lý của người đó. Dù gặp khó khăn, giàu hay nghèo, hãy nhớ 3 điều quan trọng này, cuộc sống của quý vị tự khắc sẽ trở nên bình yên. Điều thứ nhất, khi nghèo khó, đừng oán hận người thân. Có một câu nói từng được lan truyền rộng rãi trên mạng và khiến ai nấy cũng gật gù thừa nhận, đó là chúng ta không thể lựa chọn nơi sinh của mình, nhưng chúng ta có thể quyết định cuộc đời của chính mình. Quả thực, sống trên đời, chúng ta không thể quyết định được mình sinh ra từ gia đình nào, nhưng cuộc sống của quý vị sẽ sung sướng hay nghèo khổ là do quý vị kiểm soát, đúng không nào? Vì thế, chỉ cần quý vị cố gắng làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, thì quý vị sẽ không phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn nữa. Quý vị cũng thấy rồi đấy, trong cuộc sống có rất nhiều tỷ phú xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Ví dụ, Ren Zhengfei, Mai Yun, Yu Minhong, v.v. Vì vậy, ngày nay có rất nhiều em nhỏ chăm chỉ học tập để được nhận vào những ngôi trường danh giá và thay đổi số phận. Nhưng có một điểm chung, đó là họ chưa bao giờ than thở về sự bất công của số phận, mà thường âm thầm nỗ lực để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Khi quý vị nghèo khó, dù thế nào thì quý vị chớ nên oán hận những người thân yêu của mình. Cha mẹ rất yêu thương quý vị, nhưng họ không thể cho quý vị cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, quý vị hoàn toàn có khả năng thay đổi số phận của mình. Điều thứ hai, khi giàu có, đừng phụ bạc vợ. Gần đây, trên mạng liên tục xuất hiện những câu chuyện về ngoại tình, người thứ ba. Có những người phụ nữ chia sẻ rằng, bản thân đã đồng hành cùng chồng từ ngày anh ấy
còn hai bàn tay trắng, ở nhà thuê rồi chẳng có gì trong tay. Đến khi có chút dư giả, cuộc sống ổn định thì chồng lại thay lòng đổi dạ. Quả thực quá bội bạc quý vị nhỉ. Có câu giàu đổi bạn sang đổi vợ, ý chỉ những người đàn ông giàu có thường bồ bịch mèo mỡ bên ngoài, phụ bạc người vợ tào khang từng đầu ấp tay gối với mình. Quý vị và đặc biệt cánh mày râu hãy nhớ rằng tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới được ngủ chung giường. Vì vậy, hai người phải có duyên nợ với nhau lắm mới có thể thành chồng, thành vợ. Vợ là người ở bên quý vị, cùng quý vị đồng cam, cộng khổ, trải qua những khó khăn. Đến khi giàu có, quý vị cũng chớ nên phụ bạc người vợ của mình, quý vị nhé. Điều thứ ba, khi khó khăn, đừng lừa dối bạn bè. Có một câu nói, không ai có thể sống một mình, con người là động vật xã hội, ai cũng cần có bạn bè. Bạn bè rất quan trọng. Người quý vị có thể cùng quý vị chia sẻ buồn vui, tạo động lực cho quý vị vững bước trong cuộc đời. Người quý vị sẵn sàng ở bên lúc hạnh phúc hay lúc buồn đau, sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Vì vậy khi gặp khó khăn, quý vị chớ nên lợi dụng lòng tin của bạn bè để lừa lọc họ. Lừa thầy phản bạn là tội lớn, khó lòng tha thứ. Thế nên nhất định đừng lừa dối bạn bè dù trong bất cứ hoàn cảnh nào quý vị nhé. Quý vị thân mến, ngẫm sự đời còn nhớ, ông của mình có dạy một câu nói rất tâm đắc. Đó là con người dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải biết nuôi dưỡng bản thân trong sự nghèo khó. Đó là một quá trình loại bỏ dục vọng, nuôi dưỡng một tâm hồn cao thượng. Nghèo nhưng không hèn, giàu nhưng không kiêu ngạo, dù là gì vẫn không ngừng nghiêm khắc với bản thân. Cũng có một nhà văn từng nói, ngoại trừ một tâm hồn chân thành, không có vẻ ngoài nào cao quý cả. Hoa đẹp đến nhường nào, không có rễ thì cũng khô héo. Nước có đầy đến đâu, không có mạch nguồn rồi cũng cạn kiệt. Mỗi người đều giống như một cánh diều, dây đủ chắc đủ dài mới có thể bay xa. Nếu không, cánh diều dù đẹp cũng chỉ là vật trang trí trong tủ. Con người, thân thể phải nuôi dưỡng trong nghèo khó, tâm hồn phải nuôi dưỡng trong giàu có. Ý nghĩa của lời dạy này như thế nào? Ngẫm sự đời, mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong phần tiếp theo của video nhé. Thứ nhất, thân thể phải nuôi dưỡng trong sự nghèo khó. Tục ngữ có câu, nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Kỳ thực bất luận là con trai hay con gái đều phải được nuôi dưỡng trong sự nghèo khó. Nuôi dưỡng thân thể trong sự nghèo khó là một quá trình mài giũa bản thân, quý vị ạ. Vì sao chúng ta lại phải dưỡng thân trong sự nghèo khó, dục vọng vật chất đừng quá lớn? Đó là bởi khi dục vọng vừa đủ có thể khiến con người tiến bộ. Một khi dục vọng bành trướng có thể khiến con người bị mê hoặc, khiến bạn không nhìn rõ phương hướng, đi vào con đường lầm lạc. Mà điều này trong xã hội đã có rất nhiều minh chứng rồi đấy, quý vị ạ. Quý vị chắc cũng hiểu, dục vọng là thứ vô cùng, vô tận. Con người cần học cách kiểm soát nó. Một khi dục vọng quá lớn, lòng người không thỏa mãn, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Biết đủ mới có được hạnh phúc dài lâu. Quý vị có thể nỗ lực, nhưng không cần lần nào cũng yêu cầu bản thân phải xếp hàng đầu. Quý vị cũng có thể coi trọng tiền bạc, nhưng đừng để lúc nào trong mắt cũng chỉ có tiền. Quý vị có thể cố gắng để có được căn nhà lớn hơn, nhưng đừng coi căn nhà là mục tiêu duy nhất. Thay vào đó, quý vị hãy thả lỏng bản thân, sống nghèo một chút cũng chẳng có gì xấu. Nội tâm tầm thường, dù có khoác thêm danh hiệu nổi tiếng, cũng không thể tăng thêm khí chất của quý vị. Xe xịn, nhà to cũng không khiến quý vị nhận được sự trân trọng của người khác. Cháo nhạt rau dưa là sau một bữa, hải sâm tổ yến suy cho cùng cũng chỉ là một bữa. Nhà cửa ở khắp nơi cũng chỉ có thể sống ở một nơi. Đừng quá coi trọng vật chất, con người ấy sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Dưỡng thân trong sự nghèo khó, đừng quá coi trọng thể diện. Người Á Đông coi trọng thể diện nhất,
Trong cuộc sống hàng ngày cũng có rất nhiều người vì thể diện mà làm những việc quá sức mình. Thực ra, thể diện là thứ không cần thiết nhất. Thể diện chân chính không phải dùng tiền đắp thành. Quý vị thấy rằng trước mặt những trọc phú, mọi người đều tỏ rõ sự coi thường. Thể diện chân chính là do chính bạn gây dựng, không liên quan đến tiền bạc. Đừng quá để tâm đến thể diện, đừng vì thể diện mà làm những việc quá sức. Làm những việc tốt, việc thực trong phạm vi năng lực của mình mới là có thể diện chân chính. Hoàng đế Nội Kinh nhấn mạnh đến thuyết cân bằng âm dương. Dưỡng thân trong sự nghèo khó vừa không chỉ áp dụng trong trung y mà còn được áp dụng trong cuộc sống. Đó chính là sự khôn ngoan của tổ tiên chúng ta. Thứ hai, tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có. Người xưa có câu nói, tâm tốt, mệnh cũng tốt. Phú quý mãi đến già, mệnh tốt, tâm không tốt, phúc chuyển thành điểm họa. Tâm tốt, mệnh không tốt, họa chuyển thành phúc báo. Tâm là căn bản của con người, là suối nguồn của sinh mệnh, là gốc rễ của cuộc sống. Tâm phải nuôi dưỡng trong giàu có, phải nhân hậu, lương thiện. Chính bởi thế cho nên người ta mới nói lương thiện là bùa hộ thân tốt nhất của con người. Tâm không thiện, nếu chịu sự kích động, có thể đi sai đường. Nội tâm khoan dung lương thiện mới có thể khiến bản thân sống trong sự thoải mái, vui vẻ. Shakespeare từng nói, tấm lòng lương thiện chính là vàng. Hugo cũng từng nói, sự lương thiện là viên trân châu hiếm có trong lịch sử. Người lương thiện dường như ưu tú hơn cả người vĩ đại. Quý vị có thể coi lương thiện là phúc hậu và tấm thẻ tín dụng của mỗi người. Mọi người đều vui vẻ giao thiệp và hợp tác với một người lương thiện. Vô hình chung mở rộng nhân duyên của họ, cơ hội của họ cũng tăng lên. Làm người lương thiện và phúc hậu nghĩa là trước sau như một, thiện niệm luôn được ấp ủ trong lòng. Trong tâm hồn, mỗi người đều tồn tại một con người phản diện. Người lương thiện sẽ biết xiềng xích con người phản diện đó lại. Làm người lương thiện không đầu cơ trục lợi, không giả dối, luôn khắc ghi sự chân thành và chân thực. Tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có, lúc nào cũng phải được lấp đầy. Tâm hồn một người giàu có, phong phú hay không, then chốt chính là trong đó có chứa thứ gì hay không. Sách vở là chất dinh dưỡng của tâm hồn, dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách, đọc báo, dùng tri thức để làm phong phú nội tâm và đầu óc của mình. Chỉ có như vậy, khi gặp phải sự cố mới có thể bình thản, ung dung, không hoảng hốt. Ngoài đọc sách, thực hành, quan sát và suy ngẫm cũng là cách để quý vị có thể chấn định bản thân và làm phong phú nội tâm. Một người từng trải, hiểu biết sâu xa thì khả năng suy nghĩ sẽ rộng mở, nội tâm cũng từ đó có được cảm ngộ và khai sáng hơn. Thân phải nuôi dưỡng trong sự nghèo khó, tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có. Thứ thu hút mọi người không phải là ví tiền căng phòng ở thắt lưng, mà là ở một tâm hồn lương thiện và một cái đầu nhìn xa trông rộng, quý vị nhé. Thứ ba, giàu mà có lễ nghĩa thì ai cũng kính trọng. Chuyện kể rằng, Trần Tình sống vào thời nhà Hán, có người vợ tên là Lễ Khuê. Vợ chồng họ sinh hạ được hai người con trai. Đến lúc lấy vợ, đều là con gái nhà giàu có. Khi gả về nhà chồng, hai nàng dâu có tới 7-8 người hầu đi theo. Càng khỏi phải nói đến lễ vật thì nhiều vô kể. Nhưng Lễ Khuê cũng không phải vì các nàng xuất thân cao quý mà được sủng ái đặc biệt. Con dâu sau khi được gả về, mẹ chồng liền lấy những điều gia giáo đã được truyền lại từ trước để dạy bảo. Chính bà cũng làm gương, tự mình làm những việc khổ cực vất vả. Hai cô con dâu thấy mẹ chồng như vậy nên cũng học tập bà cách lo liệu việc nhà. Lễ Khuê có một người cháu trai, nói năng với bậc bề trên có phần hơi thất lễ. Bà cảm thấy cư xử như vậy không thể chấp nhận được nên không qua lại với cháu trai nữa. Cháu trai vì thế mà nhận thấy được khuyết điểm của bản thân, cũng biết hối cải để sửa đổi. Về sau, gặp lúc hoạn lạc, cả nhà Lễ Khuê đều phải sống lang bạt. Nhưng nếu có người đến thăm hỏi, bà nhất định cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng, để con cháu đi theo đằng sau, rồi bà mới ra tiếp khách.
Bà nói, ta làm vậy là noi theo lễ nghĩa mà mẹ chồng quá cố của ta từng dạy bảo thôi. Mỗi lần có lễ thờ cúng, lễ khuê đều lấy gia súc do chính mình nuôi dưỡng, rượu ngon cho chính mình ổ mang đi bái lễ tổ tiên. Còn nói với con cháu, các con phải nhớ kỹ, thờ cúng trời đất, tổ tiên là lễ nghĩa long trọng nhất. Lúc bình thường, bà đối đãi với người thân, hàng xóm cũng đều thân mật, đầy đủ lễ nghĩa. Đối với người hầu cũng nhẹ nhàng, tuyệt đối không vênh mặt hất hàm sai khiến, cho nên mọi người đều tôn kính. Bà cả một đời giữ tròn lễ nghĩa, sống đến 89 tuổi mới tạ thế. Câu chuyện này dạy chúng ta một điều rằng, khi giàu sang phải nhớ lúc cơ hàn, không nên kiêu ngạo phóng túng bản thân, cũng chớ coi thường người khác, quý vị nhé. Quý vị thân mến, đời người có rất nhiều chuyện xảy ra, mà ngẫm sự đời tin là quý vị sẽ chẳng bao giờ có thể đoán định được hết, đúng không ạ? Nhất là với những người khi đã bước vào tuổi xế chiều, cứ ngỡ cái gì mình cũng lường trước được. Nhưng quả thực không phải thế đâu quý vị ạ. Quý vị đừng bao giờ nghĩ mình phải để lại tất cả những gì đã kiếm được cho con cái. Chớ nên lo lắng về những điều sẽ xảy ra với các con mình, cũng đừng lo sợ bản thân bị đánh giá thế nào. Bởi khi đã trở về với cát bụi rồi, quý vị sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời khen, tiếng chê nào nữa. Vậy tuổi già phải giữ lại cho mình những điều gì mới là an toàn nhất đây? Xin quý vị hãy chuẩn bị sẵn cho mình 5 con đường rút lui sau để có thể tận hưởng tuổi già bình an, hạnh phúc. Vậy đó là 5 thứ gì? Vì sao người già nhất định phải giữ lại? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Thứ nhất, phải có tiền để dành. Quý vị có thấy cuộc sống của chúng ta luôn tuân theo một quy luật, có càng nhiều lại cảm thấy càng ít. Đừng kiếm quá nhiều tiền, cũng đừng kiếm quá ít. Có quá ít tiền sẽ khiến cho quý vị có cảm giác căng thẳng và bất an. Có quá nhiều tiền sẽ khiến quý vị phải suy nghĩ cách sử dụng và quản lý tài sản, và cũng phải lo lắng người ngoài nhòm ngó đến. Ở tuổi trung niên, quý vị phải dùng tiền trong mọi việc. Không có tiền sẽ khiến cuộc sống mệt mỏi. Nhiều tiền sẽ đem lại áp lực lớn. Thế nên, tiền bạc hãy đủ tiêu và dư ra một khoản tiết kiệm nhỏ là hạnh phúc. Việc này rất quan trọng. Chớ đem hết tiền cho con cháu, bởi nếu xảy ra bất trắc gì thì sẵn tiền để xử lý. Có việc cần dùng đến, tự mình lấy ra, không phải ngửa tay xin con cháu quý vị ạ. Về vấn đề này thì đã có rất nhiều người đi trước đưa ra lời khuyên rồi. Ông Hùng, 73 tuổi, hiện có duy nhất một người con trai và con dâu. Vợ ông đã qua đời nên ông sống cùng các con. Theo truyền thống, ban đầu ông nghĩ rằng đưa tiền tiết kiệm cho con giữ là tốt nhất vì bản thân đã già rồi. Nhưng không ngờ, kể từ khi đưa tiền cho con, ông không còn được chi tiêu thoải mái như trước. Có việc gì, ông đều ngửa tay xin tiền để các con khinh thường, coi ông như một người ăn bám trong nhà, một gánh nặng của gia đình. Ông thực sự hối hận vì đã đưa hết tiền tiết kiệm cho con. Ông không có quyền kiểm soát và luôn bực bội. Dù ở nhà không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng cảm giác thật khó chịu khi trong tay không cầm tiền. Nếu cho chọn lại, chắc chắn ông sẽ không bao giờ hành động dại dột như vậy. Nếu giờ tiền vẫn ở trong tay ông, thì cuộc sống của ông sẽ thoải mái, dễ dàng hơn rất nhiều. Còn vợ chồng bà Hoàng, 75 tuổi, thì có một khoản tiết kiệm lúc về hưu. Nhưng khi chồng qua đời, bà đưa hết tiền tiết kiệm cho con trai. Bà sợ bản thân già rồi, lẫn nên không dám cầm tiền. Nhưng kể từ khi đưa tiền cho con, hàng tháng nó đưa bà 5 triệu chi tiêu. Cứ mỗi tháng đến, bà phải nhắc nó. Bà có cảm giác như đi xin, trong khi đó là tiền của mình. Bà nghĩ không nên đưa tiền tiết kiệm cho con sớm. Con cái có hiếu thì không sao, nhưng nếu phải đứa bất hiếu, có thể sử dụng tiền của mình mà khó để lấy lại được. Quý vị thấy đấy, thực sự không dễ để hòa hợp với người khác, kể cả con cái mình mang nặng, đẻ đau, chăm sóc từ tấm bé. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận, bao gồm cả người nhà của mình. Chỉ cần quý vị còn có khả năng sống, nếu con cái đối với quý vị rất tốt,
thì quý vị có thể xem xét giao một phần tài sản của mình cho con cái, để chúng chăm sóc cho quý vị nếu như quý vị đang ngoài 65 tuổi. Sau khi giao một phần tài sản xong, nếu quan hệ giữa quý vị và con cái căng thẳng thì bạn nên giữ lấy phần còn lại. Quý vị phải nhắc nhở bản thân mình rằng quãng đời còn lại càng ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi cũ kỹ đi. Hãy chia tay với ông sư khổ hạnh. Hãy làm con chim bay lượn, có tiền ra ngoài, đáng tiêu thì tiêu, đi du lịch một chuyến, mua bộ quần áo đẹp, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao. Đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấy đã không cô phụ bao năm tháng đã qua. Cũng nhớ là phải luôn dành ra cho mình một khoản tiết kiệm, bởi lẽ là không ai biết ngày mai và bất chắc cái nào đến trước. Thực tế và thật tàn nhẫn. Bởi thế khi còn trẻ, nỗ lực kiếm tiền nhưng cũng đừng quên tiết kiệm. Tiền tích được như cái bàn ủi, có thể là phẳng mọi gập ghềnh trong đời quý vị. Thứ hai, phải có một thân thể mạnh khỏe. Đây chính là điều quan trọng nhất quý vị ạ. Bởi dù bất kể là quý vị có tiền hay không, khi có một thân thể khỏe mạnh thì đã có những năm tuổi già hạnh phúc. Quý vị phải hiểu một điều rằng, chỉ khi quý vị có thân thể khỏe mạnh sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu. Hoa Thiếu, người dẫn chương trình nổi tiếng trên đài Chiết Giang Trung Quốc, thường xuất hiện trên màn ảnh với dáng vẻ đầy sức sống. Nhưng bẵng đi một thời gian, anh chàng nhanh chóng béo lên và trở thành một ông chú mập mạp, nhan sắc cũng kém đi nhiều. Trong chương trình, Hoa Thiếu tiết lộ rằng do bản thân thường xuyên phải ra ngoài giao lưu, việc ăn uống không điều độ, công việc khiến thời gian nghỉ ngơi xáo trộn đã làm anh ta tăng cân ngoài ý muốn. Nghiêm trọng hơn, anh ta còn bị vỡ ống phổi, nôn ra 500cc máu. Bệnh tới khiến Hoa Thiếu bàng hoàng, nhận ra bản thân không được đánh mất sức khỏe thêm nữa. Vì vậy anh ta cố gắng điều chỉnh lịch làm việc, tắt máy đi ngủ lúc 10 giờ tối, sáng kiên quyết tập thể dục. Cuối cùng anh ta giảm cân thành công, tình trạng thể chất cũng dần tốt lên. Vậy mới thấm cái câu có sức khỏe là có tất cả mà các cụ vẫn thường nói, đúng không quý vị? Quý vị có thân thể khỏe mạnh sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện. Có thân thể khỏe mạnh thì bản thân quý vị mới có niềm vui. Thế nên bất kể lúc nào có thân thể khỏe mạnh mới là con đường lui tốt đẹp nhất đời người quý vị ạ. Khi quý vị càng có tuổi thì càng cần chú ý, cái gì cũng của người khác, chỉ thân thể mới là của mình, đó là cái mình phải đem đi. Vì vậy, bước vào tuổi xế chiều, quý vị phải đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe. Để khỏe mạnh thì trong cuộc sống hàng ngày cần phải tăng cường tập thể dục. Ngoài ra, cần vui vẻ, lạc quan, cười nói nhiều hơn, tránh xa năng lượng tiêu cực, ít giận dỗi, không quản những việc vặt. Có vậy mới mong khỏe mạnh, sống lâu được. Cần xem nhẹ tất cả, tâm tĩnh lại rồi thì bệnh tật sẽ tránh xa. Quý vị hãy nhớ rằng đời người chỉ có một lần, hãy yêu bản thân để có thể yêu người khác hơn. Dù bận rộn đến đâu, luôn chăm sóc chính mình và đừng để gia đình phải lo lắng cho mình, quý vị ạ. Nếu như quý vị không biết coi trọng điều gì, thì rồi một ngày nào đó, quý vị sẽ mất đi chính điều đó. Nếu bản thân chúng ta còn không biết trân trọng chính mình và người khác, thì ai sẽ trân trọng chúng ta đây, quý vị ơi? Có lẽ cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy nhất mà thân nhân của quý vị mong muốn không cần phải có một ngôi nhà lớn, một cơ ngơi to, một gia sản giàu có, mà chỉ là gia đình có thể khỏe mạnh, bình an bên nhau. Như vậy, sống ở đâu cũng đều cảm thấy ấm áp và trọn vẹn. Vì năm tháng không buông tha cho ai, tất cả mọi thứ sẽ không trở lại lần nữa. Đợi đến khi cơ thể kiệt quệ, tâm trí hao mòn, không còn cơ hội cứu vãn, tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài, ngao ngán mà thôi, quý vị ạ. Mà chắc chẳng ai muốn thế đâu, phải không nào? Thứ ba, có người dìu bước. Đó chính là người chung gối, là bạn đời. Có tuổi rồi, có bạn đời bầu bạn, quý vị mới là phúc. Ai may mắn có phúc này thì nhất định phải giữ cho thật chặt, quý vị nhé.
Về già là lúc mà mỗi người đều mong có người bạn bầu bạn. Việc có đôi có lứa ở tuổi xế chiều, cùng trải qua một cuộc sống êm đềm, bình dị, thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng sẽ thế nào nếu như quý vị không may mất đi người bạn đời ở tuổi này đây? Lúc này chắc chắn quý vị mới cảm thấy thấm thía rõ nhất sự cô đơn, không còn người bầu bạn, không có người cảm giảm, không có người để lo lắng quan tâm. Cuộc sống trở nên cô độc biết nhường nào. Quý vị phải hiểu rằng bạn bè dù có chân thành cũng không thể bên bạn mãi mãi. Bố mẹ dù có tốt cũng không thể luôn ở bên bảo vệ cho quý vị mãi được. Con cái có thân thiết cũng không thể sống mãi bên cạnh quý vị. Chúng rồi cũng phải có cuộc sống, gia đình riêng của mình. Anh em dù có là máu mủ thân thiết cũng không thể ở bên bạn mỗi ngày. Họ cũng phải lo cho vợ, cho con của mình nữa. Thế nên đến cuối cùng, chỉ có vợ chồng, người mà ta vẫn gọi là bạn đời mới có thể chung sống bên quý vị sớm chiều. Dân gian thường nói, con cháu đầy nhà cười ha hả, chẳng bằng một người bạn già bên thân. Hay như câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Đây không phải thứ tình cảm oanh liệt, hoành tráng gì, chỉ là cùng trò chuyện bình thản, nhẹ nhàng, đó mới khiến trái tim xúc động nhất. Có một người yêu thương, chia sẻ mọi vui buồn của cuộc sống đã là một điều hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời và hạnh phúc hơn rất nhiều khi tìm được một người để nắm tay đi đến trọn đời. Chính vì thế, hãy thật trân trọng người bạn đời khi còn trẻ. Hãy nhớ rằng, bởi vì chúng ta đối xử tốt và chân thành với nửa kia, nên vợ chồng mới luôn ở bên và hết lòng yêu thương chúng ta. Đừng đánh mất người vợ, người chồng vẫn luôn yêu thương bạn nhất. Vì suy cho cùng, họ chính là người sẽ ở bên quý vị lâu nhất trong cuộc đời này. Thứ tư, cần có quy luật sống. Con người sống trên đời không cần ép mình quá, nhưng nhất định không được phép buông thả bản thân. Cũng giống như những cỗ máy, để vận hành chân chu nhất, đời người cũng cần có những quy luật phải tuân theo quý vị ạ. Nhất là con người có tuổi thì lại càng phải sống có quy luật. Nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, ngủ nghê cần phải có thời gian của mình. Bởi vì lúc này dường như các linh kiện trên thân mình đều đã lão hóa, chẳng thể chịu nổi sức tàn phá của bất quy luật. Ăn uống không được chè chén thỏa thê, chưa nhất định cần ngủ, ngay cả tập thể dục, vận động cũng không nên quá sức, quá độ. Thế rồi, ngay cả trong chính suy nghĩ cũng cần có quy luật quý vị ạ. Con người có thể sống những ngày thiết thực mới là quan trọng nhất. Nếu có thể tự mình bình tâm, giữ được tâm hồn bình yên, thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực, khiến cho bản thân được những ngày tốt đẹp, có thể hưởng thụ cuộc sống, như vậy mới là hạnh phúc thực sự. Thứ năm, một trái tim vui vẻ, tâm hồn tự do. Về già, quý vị không chỉ chăm sóc mỗi sức khỏe thể chất đâu, mà còn phải chú ý đến cả sức khỏe tinh thần của mình nữa đấy ạ. Rất nhiều người già đã rơi vào trạng thái cô đơn, trầm cảm, chỉ vì không biết cách chia sẻ, cách thư giãn và tĩnh tâm. Lúc này, con cháu đều bận rộn, chúng ta chớ làm phiền chúng. Chúng ta nghỉ hưu rồi, nhất định phải tìm niềm vui của riêng mình. Vậy tìm niềm vui như thế nào? Tuổi tác này là quý báu nhất, do đó cần hưởng thụ cuộc sống, hát ca, nhảy múa, du lịch, dạo chơi, thăm thú, xem còn có những phong cảnh đẹp nào mà mình chưa xem. Nếu điều kiện cho phép thì hãy đi thực hiện, nhất định cần trân quý quãng thời gian cuối cùng. Ngay cả khi quý vị kiếm được không quá nhiều tiền, nhưng có thời gian để rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng tâm hồn, thì cuộc sống trong tương lai cũng có thể trở nên tốt đẹp hơn. Dù cuộc sống có nhiều vất vả và mệt mỏi, chúng ta cũng hãy để thời gian thư giãn tâm hồn để giữ được sức sống cho bản thân. Một người thực sự có phúc sẽ biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đúng không nào? Quý vị thân mến, Khổng Tử là một nhà hiền triết nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Những triết lý và đúc kết của ông luôn là bài học quý giá muôn đời cho thế hệ sau. Mỗi giai đoạn trong đời đều là một trải nghiệm quý báu.
nếu chúng ta sớm có thể tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, cuộc đời về sau sẽ càng an nhàn, thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy, mỗi giai đoạn trong cuộc đời chúng ta cần làm những gì? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời, tiếp tục lắng nghe nhé! Giai đoạn 30 tuổi, tu dưỡng và hoàn thiện chính mình. 30 tuổi là độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành để mỗi người có thể gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho chính bản thân mình. Đây cũng là giai đoạn mà một người cần xác lập vị trí của mình trong xã hội. Những người bước vào độ tuổi 30 cần chú ý câu nói của Khổng Tử: tam thập nhi lập, tức là lập thân, lập gia và lập nghiệp. Thứ nhất, lập thân là việc xác lập nhân cách và tu dưỡng bản thân. Điều này bao gồm 3 khía cạnh: tu dưỡng tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức và phát triển năng lực bản thân, ý chí tự cường. Trong khi đó, việc phát triển năng lực bản thân, ý chí tự cường là yếu tố nền tảng quyết định cuộc đời mỗi người, bởi chỉ có bản thân mình mới giúp được mình. Sống không nhờ cậy, không dựa dẫm ai sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, sống được mọi người coi trọng và nể phục. Thứ hai, lập nghiệp là quá trình thiết lập công việc, sự nghiệp mà bản thân mình hướng đến. Ở tuổi này, mọi người phải có một công việc ổn định và vững vàng để dễ dàng trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Mà để có sự nghiệp vững chắc thì bản thân cần có năng lực, một sở trường hay một kỹ năng nhất định. Lập nghiệp là hình thức để độc lập tài chính và hướng đến giá trị bản thân và xã hội. Mà để có được sự nghiệp như mong muốn thì trước hết cần lập thân. Thứ ba, lập gia ở đây có nghĩa là gia đình đấy quý vị ạ. Với sự phát triển trong xã hội hiện nay khiến cho người trẻ luôn phấn đấu và nỗ lực không ngừng. Chính vì vậy, những người này có xu hướng lập gia đình muộn để phát triển sự nghiệp bản thân. Có thể nói, từ góc độ sinh học, độ tuổi này rất thích hợp để sinh con, đẻ cái. Ngoài ra, con người ở độ tuổi 30 sẽ tự ý thức trách nhiệm với hôn nhân và gia đình. Như vậy, thứ chính yếu ở tuổi 30 cần tu dưỡng là tu dưỡng cho bản thân. Còn đối với việc lập nghiệp và lập gia là sự lựa chọn của mỗi cá nhân sao cho phù hợp với hoàn cảnh và mục đích hướng tới của họ. Giai đoạn 50 tuổi, biết cúi đầu. Quý vị ơi, con người ở tuổi 50 mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, hiểu những quy tắc cơ bản của cuộc sống. Bước đến tuổi ngũ tuần, phần lớn mọi người đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, thấu hiểu được bản thân và đã trải qua sự đời. Ở độ tuổi này, họ thường không giận hờn, không oán trách và sống khiêm nhường. Người 50 tuổi thì sức khỏe không được như 30, 40 nữa, nên họ tự mình hiểu được sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người. Không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Chính vì vậy, họ sẽ thường quan tâm hơn tới việc dưỡng sinh và tích cực rèn luyện. Ngoài 50 tuổi, cần biết kiểm soát cảm xúc của bản thân. Ở tuổi này, không nên dễ dao động, khiến tâm trạng thất thường hay thay đổi vì bất kỳ chuyện gì. Trải qua nhiều năm vất vả gây dựng sự nghiệp, đến tuổi 50 cũng có một điều kiện kinh tế nhất định. Vì vậy, cần giảm bớt ham muốn về tiền tài cũng như danh vọng. Thời gian này, tốt hơn hết là quý vị nên dành nhiều thời gian hơn cho người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng những mối quan hệ và những người đã luôn kề vai sát cánh mình trong cả cuộc đời. Ở độ tuổi này, quý vị cũng nên tránh qua lại với những mối quan hệ không còn ý nghĩa hay giá trị với mình nữa. Đó cũng là cách để chúng ta có thể tránh được những sai lầm không đáng có đấy quý vị ạ. Giai đoạn 70 tuổi, mọi chuyện được như ý. Con người khi bước qua giai đoạn quan trọng của đời người mà giữ được những giá trị cốt lõi của bản thân, có chỗ đứng trong xã hội, thì ở tuổi 70, mọi việc đều được như ý. Sau những gian truân của cuộc đời, sự khắc nghiệt của cuộc sống mà họ đã trải qua, thì họ biết được lẽ sống thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng nhầm lẫn nó với buông xuôi bản thân nhé. Mà đó chính là việc quý vị có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, ở tuổi 70, sức khỏe không còn được như thời 30, nên mọi người thường để bản thân làm những việc mà mình thấy hứng thú.
Quý vị thân mến, trong cuộc đời của mỗi người đều có những giai đoạn thăng trầm khác nhau mà không ai giống ai. Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu nhất định thì nên suy ngẫm lời răn mà Khổng Tử đã đúc kết từ cuộc đời của ông. Hãy làm cho cuộc sống thật rực rỡ trong những giai đoạn của cuộc đời, để đến lúc 70 tuổi, nhìn lại quá khứ là những hồi ức tuyệt vời mà bản thân không thể nào quên. Video ngày hôm nay cùng ngẫm sự đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với ngẫm sự đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, ngẫm sự đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.